nhằm góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch. Ngày 2 tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55 về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3. Thực hiện chủ trương này, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã lập danh sách, rà soát nhóm đối tượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trong đợt giảm giá điện lần này, có hai nhóm đối tượng khách hàng được giảm tiền điện. Một là các cơ sở lưu trú du lịch sẽ được giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, quy định tại quyết định số 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương. Hai là các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, ngành điện sẽ không thu phí và miễn 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. So với lại là hai cái đợt của năm 2020, thì cái số lượng nhóm khách hàng được hỗ trợ trong đợt này là ít hơn. Tuy nhiên thì cái thời gian lại kéo dài hơn rất là nhiều. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021, tức là kéo dài đến 7 tháng. Bên cạnh các cái cơ sở cách ly, rồi cơ sở y tế dùng để khám, điều trị bệnh nhân, người nghi nhiễm COVID-19, thì cái nhóm khách hàng trong cái đợt thứ 3 này được ngành điện chú trọng hướng đến và được xem là bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19, đó là các cái cơ sở lưu trú du lịch. Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tình hình kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bị ảnh hưởng nặng nề. Chính vì vậy, phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 là bước đi kịp thời, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn mùa đại dịch. Trải qua hai cái đợt giảm giá trước đây, thì Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng đã có kinh nghiệm trong cái việc mà thống kê hỗ trợ cho khách hàng là các cái cơ sở lưu trú du lịch. Theo các cái số liệu báo cáo thì hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng hơn 1.300 cơ sở lưu trú du lịch, trong cái thời gian đến sẽ được hỗ trợ giảm giá tiền điện từ cái giá là kinh doanh dịch vụ sang cái giá sản xuất. Tổng cái số tiền mà cái đợt 3 này Công ty Điện lực Đà Nẵng ước tính sẽ hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là hơn 110 tỷ đồng. Theo quy định, Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện cho nhóm khách hàng trong diện hỗ trợ với thời gian 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Dự kiến, ngành điện thành phố sẽ giảm hơn 105 tỷ đồng tiền điện trong đợt này, trong đó giảm 98,2 tỷ đồng cho cơ sở lưu trú du lịch, giảm 6,9 tỷ đồng cho các cơ sở cách ly khám chữa bệnh COVID-19.